Bà Rịa, Vũng Tàu bảo đảm nguồn cung xăng dầu dịp cuối năm. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu chỉ đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, công an, các doanh nghiệp không để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu trong dịp cuối năm, xử lý tình trạng găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan nhằm xử lý các kiến nghị của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, trong đó giao Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thị trường, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu để chủ động có phương án ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, nguồn cung bị đứt gãy gây tâm lý hoang mang cho người dân và doanh nghiệp. Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường, QLTT, tăng cường kiểm tra việc chấp hành kinh doanh xăng dầu, thanh tra đột xuất các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo đúng quy định. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có phương án bảo đảm nguồn cung cho thị trường, đặc biệt trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát chặt các cửa hàng bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu. Ngoài việc xử lý theo quy định, sẽ áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kinh doanh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép theo quy định. Giao công an tỉnh chủ trì nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về nguồn cung, giá cả cũng như công tác quản lý mặt hàng xăng dầu, ảnh hưởng tới tâm lý của người dân, doanh nghiệp.